thích bài nào thì tập bài đó. Còn mình sẽ giới thiệu rất là nhiều bài cho anh em, những cái trích đoạn nhỏ nhỏ đó. Anh em thích bài nào thì bắt đầu chúng ta chuyển hợp âm bài đó nha. Còn em sứ quản thì bô rô dễ như sau: bát ba hai một hai ba một hai ba. Tập cái gì mình cũng phải có nhịp chân và cho nó đều nhịp, quen nhịp xong rồi chúng ta ráp từng đoạn nhỏ rồi chúng ta vô nha. Anh về nơi sứ quản là chúng ta vô ngay dây bát nha chữ quản, thì chúng ta sẽ canh những cái từ mà vô dây bát từng đoạn nhỏ thôi nha. Vô anh về nơi sứ quản thăm người em phố hồi, sông thu buồn con nước lững lờ trôi, nhịp chân nè, đường chùa cầu mưa buồn dáng ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm ướt bờ môi, thương nhớ nhiều người em yêu xứ Quảng, làn môi hồng xuôi tóc xóa ngàn vai, bờ mi cong nhấp nhô thuyền cửa đại, sóng giạt rào vạn vọng tiếng thông reo. Mốt chúng ta chuyển 6 hợp âm quen là chúng ta chơi rất là ok luôn ha. Chúc anh em vui vẻ và thành công. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Tuổi đời chân đơn côi, gót mòn đai lộ buông, đêm đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lắng tâm tư, đi vào dĩ vãng. Đường tình không chung lối, mang nuối tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay, lối về cùng hẹn hò, dịu em giấc mộng vừa tròn, tình thắm môi nồng. Đêm dài lù lịch, nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mai bước theo chồng. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Bát ba hai một, súng rang không ăn khoai sùng. Có một câu chạy bát bolero mà ai tập guitar cũng nên biết, vì nó rất là dễ luôn. Đây là thử nè, đánh ra rất là quen thuộc nha. Lại xuống, dây bát chính nè. Bát ba hai một. Sẽ được thôi. Bát ba hai một, mi fa mi re do si la, mi fa mi nhịp chân vô mi này, re dây bốn buông do si la. Bấm đăng ký ủng hộ kênh và cùng tập đàn với Kim Thành 5 phút mỗi ngày nha. Xin cảm ơn. Lòng đi em về với quê anh, nhịp chân nè, một cù lao xanh một dòng sông xanh, nó cứ chậm vậy thôi. Bát ba một hai ba, một vườn cây xanh hoa trái đơm hương, thuyền nai qua sông nụ cười mến. Nhịp chân ta bằng lòng bên anh dưới
mãi đành nghèo. Về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Chỉ cần chúng ta chuyển những cái hợp âm cơ bản là chúng ta có thể tập được. Chúc quý anh chị và các bạn có nhiều niềm vui bên cây đàn guitar và tập hiệu quả cùng với chương trình Guitar Năm Phút. Hẹn gặp lại. Bấm đăng ký theo dõi kênh Ru Về Máy. Từ từ mình tập. Hợp âm pha chặn F. Đã chặn thế đó luôn. G. Nó hợp với một kiểu quạt. Để chúng ta có thể ra chúng ta chơi với bạn bè mình. À, nó rất là vui, rất là sung nè. Ví dụ nè. Disco à. Xuống 6 giây. Lên. Đã nhẹ lên. Chặt vô. Lên. Ngày đôi ta biệt ly, giọt buồn chia đôi đường đi. Pha nè. Để em tuôn nước mi là lùng thôi anh về. Trái đất như ngừng quay, sao mưa vẫn rơi vô tình. Đành cô đơn mình thôi quay bước. Cầu mong em được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ? Vẫn mong em về đây chung vui với anh đêm ngày. Tình yêu kia mãi luôn mang. Bấm đăng ký theo dõi kênh Ru Về Máy. Từ từ mình tập. Đối với anh em mà mới tập chơi thì chúng ta không cần phải tập nhiều, mà chúng ta mỗi khi chúng ta ráng luyện ngón và chuyển hợp âm. Ví dụ xuống là 6 giây ha, lên là đã nhẹ 3 giây. Chập vô. Lên. Từ miền Nam anh hướng đã Bắc, xôn xao câu hò điều ly chín dòng sông. Mang theo tấm lòng con trai miệt dương, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kêu vang anh khớp, sống sao câu hò điều ly bến anh thơ. Băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng nghe nhìn sao xuyên ly chung. Guitar 5 phút là chúng ta tập mỗi ngày một chút. Bấm đăng ký theo dõi kênh Ru Về Máy. Từ từ mình tập. Sẵn đây thì Khánh xin nói luôn, cái đàn lá xích thì mình chỉ nên dây thay dây lá xích, dây nylon này, lá xích cồ này, guitar string này, đây là dây lá xích ha. Thì cái đầu đàn mọi người thấy không ạ? Đó, đây là cái đàn lá xích. Không nên thay dây sắt vào đây. Đó, chúng ta chỉ nên thay dây nylon thôi. Và bộ dây này rất là hay, bộ dây này là bộ dây AC139 size N nè. Dây nó rung rất là tình cảm luôn. Và cái dây này đã xài 6 tháng rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là rung tốt. Đó, à, nó cái độ bền nó khá là cao. AC139 nha. Bộ này thì 150.000, mua 2 bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 2 bộ mới được miễn phí vận chuyển nha anh em. Đó, đồng thời thì 2 bộ sẽ được tặng kèm cái giáo trình cho anh em để anh em tập đàn chung với Guitar 5 phút. Bên cạnh nó tặng cái tai quay cho anh em luôn nha. Đó, bên cạnh nó tặng luôn cái hộp bích này để anh em dán ở đây nè. Khi nào anh em muốn đánh bích thì anh em đánh. Đó. Thì 2 bộ lá xích sẽ là 300.000. Dây này rất là hay luôn, rất là bền luôn. Đó, để mình để dành một bộ mình thay, một bộ để dành. Anh em bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận những ưu đãi tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều. Dạ, anh em mà đánh mà nhanh nhịp như thế này nè, như là bị chạy marathon thì đừng có lo gì hết. Hôm nay đã có cái này, máy gọi nhịp cơ mini không có dùng pin. Cần tháo cái này ra, nó lên giới thiệu từ 10 đến 30 phút. Đây cái trục này, cái thì mình chỉ cần điều chỉnh đặt lên đặt xuống nè. Cái tempo ví dụ nhanh là ở đây, chậm là ở trên. Để là 16 đi, thường là cho bolero. Cái mình mở ra đó. 1, 2, 3, 4. Nó giúp chúng ta giữ nhịp đều ha. Rồi bolero vô nè. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng, hương đồng hoa tình ai. Có nhịp cơ mini TikTok vừa dễ thương, chúng ta giữ được cái nhịp vẫn chậm đều. Và giá cực sốc ngày hôm nay chỉ có 189.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc, tặng kèm giáo trình guitar với máy gõ nhịp mini TikTok. Anh Tây đặt hàng và số lượng có hạn tại Zalo ạ. À.